Xin giới thiệu đến các bạn một cái mẫu cầu liền các đăng loại tải trọng cao. Đây là cái mẫu mới. Cái mẫu này thì có đường kính tâm bua phanh là 220. Đấy, cái viền tăng cứng của nó rất là cao, to dày đây. Đấy, cái viền tăng cứng của cái tăm bua rất là dày. Cầu này thì nó có cái vỏ sọ cũng loại dày luôn các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn cái vỏ dày này. Cái vỏ sọ dày này phải đến 1,5 cm đấy. Dày. Chắc chắn, nói chung là các bạn nhìn này, con này nó giống con cầu của cái loại xe tải 1 tấn 2 năm ấy, kiểu như vậy, cái bầu dài rất là dài đấy. Cái dòng này thì các bạn nào làm gắn xe điện cũng được, nó chỉ đắt hơn cái loại cầu liền bình thường khoảng 200-300 thôi. Đây. Thì con này mình có chưa có dịp tháo cái phần bầu sọ nó ra để mình so sánh cho các bạn về kết cấu được, nhưng mà đại loại là dòng này giá nó đắt hơn thì chắc chắn là nó có nhiều ưu việt hơn. Trước tiên là nhìn về cái phần vỏ ngoài thì là thấy nó đã dày hơn rồi, vỏ ngoài dày và chắc chắn hơn. Cái phần nối ra các đăng này cũng rất là dài, đây làm cả những cái gờ tăng cứng này.